Hello, xin chào mọi người, là Ly đây. Thật sự là rất là vui khi mà được gặp lại mọi người ngày hôm nay. Thì bây giờ bé Mango là đã đi ngủ rồi. Ly nói vui là anh giữ con giùm em xíu để mà em quay video rồi. Thật sự lâu lắm rồi mình mới quay video, không có thời gian. Nói chung là khi mà con ra đời thì mình quay, mình chụp rất là nhiều hình ảnh của con, nhưng mà lại không có thời gian để mà mình edit hay làm gì hết. Thì sau cái video ngày hôm nay á, thì Lê sẽ quay thêm nhiều những cái vlog về Mango nhiều hơn để cho mọi người xem. Bởi vì Lê nhận được rất là nhiều yêu cầu là Lê ơi hãy quay và up video của Mango lên nhiều hơn. Nhưng mà Lê rồi cũng đang quay và cố gắng là lựa chọn những cái hình ảnh nội dung sao cho nó phù hợp với mọi người. Bởi vì trong cái video lần trước á, video mà sinh Mango á, thì Lê là bị YouTube xóa cái video đó đó. Bởi vì nó có nhiều hình ảnh về em bé rồi khi mà đi tắm này kia á, thì nó cũng khá là nhạy cảm. Nên YouTube nó bị nhạy cảm về cái việc mà trong video có trẻ em hay sao á. Cho nên là mình phải thận trọng. Đó, đó là lý do mà vì sao là Ly chưa có quay thêm nhiều cái vlog của Mango. Ngoài những cái yêu cầu đó thì Ly cũng nhận được những yêu cầu của các bạn mà chuẩn bị sinh con. Thì Ly hãy review những cái sản phẩm mà thời gian qua Ly sử dụng gì đó. Thì các bạn cũng có rất là nhiều cái mối quan tâm về những sản phẩm mà Mango đang sử dụng. Thì ok, tại sao không? Ngày hôm nay Ly cũng muốn giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm mà nó đã hỗ trợ cho Ly rất là nhiều trong cái tập đầu là mẹ, tập đầu nuôi con. Và thực sự là mình đâu có biết gì đâu, mình là lần đầu làm mẹ. Thì đọc qua rất là nhiều sách rồi, là từ là tài liệu này kia, nhưng mà thực sự là tới khi là mình làm mẹ rồi, vào thực tế mình trải nghiệm đó, mình phải xử lý những cái vấn đề mà có con này kia, thì mình mới có được những cái kiến thức và cái kinh nghiệm riêng cho bản thân của mình, đúng không? Và hôm nay Lê muốn chia sẻ những cái kiến thức đó, và cũng như là những cái sản phẩm mình review tới cho mọi người, để cho mà các bạn mà chuẩn bị bước vào hành trình làm mẹ giống như Ly là sẽ bớt bỡ ngỡ hơn trong cái tập đầu sinh nở. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ review những cái sản phẩm chăm sóc cho mẹ và bé, thì chủ yếu là sẽ tới từ thương hiệu Nook. Là một cái thương hiệu mà trong thời gian vừa rồi mình đã mua rất là nhiều sản phẩm của cái hãng này, và cũng như là cũng được hãng gửi tặng một số sản phẩm mà mình sử dụng mà mình cảm thấy rất là hài lòng, và cũng như là nó hỗ trợ, nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Cho nên là Lê quyết định cùng Nook làm cái video này để mình giới thiệu sơ qua về nhãn hàng Nook cho mọi người biết. Thì Nook là một thương hiệu chăm sóc cho mẹ và bé hàng đầu tại Đức và trên 120 quốc gia toàn. Nook là thương hiệu duy nhất sở hữu độc quyền thiết kế núm tia giặt chỉnh nha hỗ trợ chăm sóc răng miệng đầu tiên, và được rất là nhiều bậc cha mẹ ở châu Âu người ta tin dùng. Và hôm nay Lê sẽ review cho mọi người bốn cái dòng sản phẩm mà Lê cảm thấy là dùng rất là thích và đã hỗ trợ cho Lê thực sự rất là nhiều trong cái thời gian những cái ngày đầu sinh Mango cho tới bây giờ. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu vào chương mục review chính thôi nha. Ok, để mình kể cho mọi người nghe. Thì Ly sinh mổ cho nên là sữa nó về chậm á. Gặp thêm một cái nữa là Ly không có cho bé bú trực tiếp được, bởi vì cái đầu ti của Ly nó, thứ nhất là mọi người nghe kỹ nha, và những cái mẹ mà giống như Ly thì đó thì hãy lấy kinh nghiệm từ đây. Thì cái đầu ti của mình á là nó, thứ nhất là nó to, thứ hai là nó bị thụt vào bên trong, cho nên á là rất là khó khăn khi mà cho con nó bú trực tiếp để mà gọi sữa về. Bởi vì các bạn biết á, là những cái ngày đầu mà mình sinh bé thì tốt nhất á là cho, sau đó là cho bé ti trực tiếp, thì sữa nó sẽ về nhanh hơn. Nhưng mà đó, vì do cái vấn đề này cho nên là đó, con mình nó không có thể nào mà nó ti mẹ được. Thì nhớ là mấy tiếng đầu tiên á là nó stress kinh khủng, bởi vì sao? Bởi vì con nó ti nhưng mà nó không có nút chọn được cái bầu kiểu, mọi người hiểu là cái đầu ti của mình để mà lấy sữa kìa đó. Mà cái sữa non trong những ngày đầu tiên thì nó rất là quan trọng, tới nỗi mà Ly phải dùng tay để mà Ly bắt để cho con uống, cho con bú, bắt vào cái muỗng này cho con bú, bởi vì cái sữa non của Ly nó rất là đặc đó. Cho tới khi là Ly nhớ ra là ở nhà mình có, cho tới khi mà Ly nhớ ra là hôm nọ là Nook có gửi cho mình cái nấm chợ ti, thì nó Ly mới đem ra mà Ly sử dụng. Thì đây là cái nấm chợ ti của Nook. Thì cái nấm chợ ti là nó có hình dạng như vậy đó,
thì cách dùng nó cũng rất là dễ, mình chỉ cần áp vô xong rồi mình cho bé bú bình thường thôi, mình cho bé nó ngậm cái này như vậy, xong cái mình cho bé bú bình thường, xong nó bú rồi nhờ đó mà cũng có sữa, rồi sữa nó cũng về sau đó rất là nhanh. Nên là đây nghĩ là đây là một cái sản phẩm mà không có thể thiếu cho các mẹ mà có cái vấn đề về cái ti giống như mình. Mọi người thấy không, em mà sinh mình không nhiều khi mà mình cầm cái thứ này trong tay mà trước khi sinh á mình cũng không biết là cái này là cái gì luôn á, tới khi mà mình sinh thì thật sự là mình mới thấy được cái độ, cái sự hữu ích của nó. Đó, thì đây là sản phẩm núm trợ ti nút cho các mẹ mà có cái vấn đề giống như Ly, mọi người có thể mua để mà sử dụng ha. Giải quyết xong cái vấn đề mà ti rồi đúng không, thì Ly là Ly sinh mổ nên là Ly rất là đau vết mổ, và tiếng thứ hai là sữa, cái ngày Ly là về sữa là ngày thứ ba Ly mới về, cho nên là cái ngày đầu tiên, ngày thứ hai á thì sữa non nó không đủ cho con bú, cho nên là mình phải cho uống sữa công thức và mình phải pha sữa cho con. Và Ly sử dụng bình sữa rất là nhiều, thì đó cái dòng sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới cho mọi người đó là bình sữa nha. Thì đây là một phần rất là quan trọng trong cái công cuộc nuôi con luôn á. Trước khi có con thì mình cứ nghĩ là ồ, bình sữa nào không được, bình nào cũng giống như bình sữa nào, nhưng mà không mọi người ơi. Có bình đầy, bình tích, bình giáp mọi người, và bình sữa là một cái công cụ hỗ trợ cho mình nuôi con rất là quan trọng. Và đây Ly có trong tay hai bình sữa của Nút, là hai bình mà mình đang sử dụng nhiều nhất, thì Ly sẽ giới thiệu cho mọi người qua lần lượt từng bình ha. Thì thật sự là Ly đang trữ sữa trong bình thì mới vừa vắt xong luôn á, thì Ly sẽ trữ ở trong cái bình này tí cho con uống luôn. Thì đây là bình sữa đầu tiên, đây là bình sữa cảm biến nhiệt của Nút nha mọi người. Tại sao lại nó là cảm biến nhiệt, thì đây mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái thân bình này nha, thì nó có cái thanh giống như là thanh nhiệt kế vậy đó, thì nó sẽ giúp cho mình là kiểm soát được cái nhiệt độ của sữa để mà trước khi mình cho con bú. Thì các bạn biết rồi, các bạn mà sinh mổ thì bé đó, thì cái hệ miễn dịch và cái hệ thống tiêu hóa của con thì nó sẽ không có tốt, nó sẽ không được giống như là các bạn mà sinh thường, cho nên là cái việc mà cho con uống sữa thì mình phải là mình kiểm soát cái nhiệt độ là luôn luôn ở cái mức là ở tầm cơ thể của mẹ là 37-38 độ C để mà cho con bú một cách tốt nhất. Ví dụ như mà dưới cái nhiệt độ đó thì nó quá nguội, nhiệt độ thấp quá thì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới cái hệ tiêu hóa của con. Còn ví dụ mà nó nóng quá thì những cái chất dinh dưỡng ở trong sữa thì nó sẽ bị phá hủy, và cũng như là con nó bị bỏng á mọi người, thì thật rất là không tốt. Cho nên là đây, những cái bình sữa cảm biến nhiệt này là một trong những cái vị cứu tinh trong những cái ngày đầu tiên mà Ly sinh con ở bệnh viện. Thì những cái đêm đầu tiên là mình phải pha sữa công thức cho con đó. Con nó mà một tiếng là mình phải đứng dậy mình pha sữa liền đó. Và mình nhờ cái bình đây mà mình có thể là biết được là cái sữa nó đã ok cho con uống chưa. Thì mọi người nhìn nè, cái thanh này ví dụ như là bây giờ hiện tại là sữa ở trong bình á là nó dưới 36 độ C, bởi vì nãy giờ Ly bắt được tầm khoảng 30 phút hơn rồi Ly trữ ở trong cái bình này á, thì đó nó chuyển sang đây là màu xanh dương đậm, và nó khi mà quá nóng á trên 42 độ C thì nó sẽ chuyển sang là màu trắng. Đó, thì còn cái nhiệt độ lý tưởng là ở màu xanh dương nhạt. Thì mọi người nhìn cái thanh nhiệt kế ở trên cái bình sữa thì mọi người có thể là đoán biết được là cái nhiệt độ nó đã phù hợp và để mà sẵn sàng mà cho con mình bú hay là chưa ha. Tiếp theo là một bình sữa khác, thì đây là bình sữa PPSU. Thì nghe cái tên là biết rồi, thì đây là bình sữa làm từ chất liệu PPSU, là một trong những cái chất liệu nhựa cải tiến, thì chịu nhiệt độ trên 180 độ C, như là rất là nhẹ và chịu được va đập. Người có thể sử dụng để mà mình hâm sữa ở trong lò vi sóng nè, mình dùng trong máy hâm sữa thì rất là an toàn cho con. Khi mang ví dụ đưa con ra ngoài thì mình hay mang cái bình sữa này ra ngoài để cho con bú, vì nó rất là tiện. Và cả hai cái bình sữa này á thì mình đều sử dụng là cái đây cái nấm ti. Đây là cái đặc biệt ở chỗ là đây là nấm ti dạng chỉnh nha nha mọi người. Nó sẽ giúp là điều chỉnh
cái khớp ngậm đúng cho con, giúp là cố định cái khung xương hàm và cũng như là giúp cái nấm ti giặt chỉnh nha như thế này á, thì nó sẽ cho bé trải nghiệm giống như là đang ti mạ và đồng thời điều chỉnh để cho mà con có được cái khớp ngậm đúng và cũng như là hỗ trợ phát triển răng miệng, sau này là răng con nó mọc được đều, được đẹp với mọi người. Thì cái nấm ti nó cũng rất là quan trọng trong cái việc phát triển răng miệng của con. Thì Lý rất là tin dùng cái nấm ti này. Thì đây mọi người có thể thấy là ở đây nó có một cái van thoát khí á, van thoát khí thì nó hỗ trợ là không, nó hỗ trợ chống đầy hơi nè, cũng như là sặc khi mà trong quá trình mà cho bé bú. Thì con của mình thì từ lúc mà bú cái bình này chưa một lần mà nó bị sặc hết, nó thích cái bình sữa này hơn ti mẹ nhiều lắm. Bây giờ đưa ti mẹ vô cũng không có ti với mọi người. Thì Ly vừa dùng cái bình này cho con bố vì là Ly vừa trữ sữa nè mọi người. Thì khi mà mình mua thì nó sẽ có cái đi theo cái nắp đậy như thế này á, thì mình có thể đồng thời là mình giữ sữa ở trong cái bình này và cũng như là đó, mình có thể cho con bú trực tiếp luôn. Thì ngoài ra nút còn có những cái dòng bình sữa bằng thủy tinh khác nữa, thì mọi người có thể, chút nữa mọi người có thể là tìm hiểu ở dưới cái link mà Ly để ở dưới phần description nha. Rồi ok, tiếp theo là dòng sản phẩm thứ ba mà Ly muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là ti giả của Nút. Đây là ti giả của Nút nha mọi người. Để thấy mà em bé mà dùng ti giả thì rất là dễ thương. Thì khi mà sinh bé thì những cái bé sơ sinh giống như bé của mình đó là nó rất là dễ bị giật mình buổi tối. Tối thì Ly thường dùng cái ti này cho con á để mà nó ngủ ngon hơn. Lúc trước là buổi tối là nó giật mình, nó ré hết, dễ sợ lắm. Nhưng mà khi mà mình cho bắt đầu sử dụng cái ti giả này á thì giống kiểu là nó trấn tĩnh em bé hơn và nó ngủ ngon hơn. Có hôm mà ngậm ti ngủ tới 4-5 tiếng mới dậy, rồi xong dậy bú rồi xong là ngủ tiếp, rất là ngoan luôn. Nhưng mà có cái ti giả thì mình cảm thấy là nuôi con nó đỡ cực hơn vì nó ngủ ngon hơn mọi người. Thì đây cái nấm ti giả của Nút á, thì mọi người có thể thấy là cái thiết kế cũng là cái nấm ti giả giống như là cái ti bình sữa hồi nãy luôn đó. Thì đây nấm ti này nó cũng hỗ trợ cho cái việc mà phát triển răng miệng cho con, cố định xương hàm và giúp cho con răng nó mọc đều đặn. Sau này á mình mà chọn cái những cái mà nấm ti giả mà lung tung á thì sau này nó cũng ảnh hưởng xấu tới cái sự phát triển răng miệng của con của mình. Thì ở đây là Nút có hai dòng ti giả. Thì đây ti giả spay. Tại sao lại gọi là spay? Bởi vì mọi người có thể thấy là nó rất là thoáng, nó không có cái gọi là nó tì vào cái khung miệng của con mọi người đó. Thì nó giúp cho cái da của bé nó được thở rất là thông thoáng và dễ chịu. Nhưng mà dùng thì nó sẽ không có bị đỏ. Hay đây là những bé mà ví dụ da nó nhạy cảm mà ngậm ti nhiều á thì nó sẽ bị đỏ cái vùng xung quanh nè. Còn đây ở đây Ly có là ti giả chất liệu là silicone nha. Đây là silicone nguyên khối nè. Thì nó cũng dành cho những bé mà có làn da mỏng manh nhạy cảm, thì nó cũng giảm áp lực lên răng và hàm á, hỗ trợ phát triển răng miệng cho con. Thì Ly thấy cả hai dòng này Ly dùng song song luôn cũng rất là thích. Không và Mango thì thích ngậm cái dòng này hơn, nhìn nó có mấy con thú này cũng dễ thương nữa. Và cái dòng sản phẩm cuối cùng của Nút mà Ly muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là khăn ướt kháng khuẩn. Ly thật sự rất là thích cái sản phẩm này và đã mua đi mua lại rất là nhiều lần. Lần cuối cùng là Ly mua nguyên một thùng mấy triệu. Chỉ để đó mình trong đời mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ mua nhiều khăn ướt tới như vậy. Nhưng mà thật sự là mình rất là thích và dùng rất là nhiều luôn. Mọi người có thể thấy là cái chất liệu của nó rất là dai nè. Không có giống như những cái loại bình thường là khi mà Ly làm như vậy là nó sẽ rách luôn á mọi người. Mà cái này nó rất là dai đó. Thì rất là thích. Cái khăn ướt của Nút này thì nó không có cồn nè, không paraben nè, không chất tẩy trắng và không có chất bảo quản nữa, cho nên là rất là an toàn khi mà Ly sử dụng, mà Ly vệ sinh đồ dùng cho bé, vệ sinh tay trước khi mà mình rờ vô bé. Thì bây giờ là thời buổi virus covid khắp mọi nơi, cho nên là khi nào đi ra đường Ly cũng cần một cái gói khăn ướt này để trong cặp hết. Mình đi siêu thị mình bấm thang máy hay là mình mua mình này mình kia đó, thì mình phải dùng vệ sinh tay ngay lập tức rồi mình sờ em bé nữa. Nói chung là từ ngày có em bé thì mình kỹ tính hơn một tí, cái gì mình cũng phải thật là sạch sẽ, tiệt trùng xong rồi mình mới dám đó cho con sử dụng. Thì đây khăn ướt
Hoa ướt là một cái sản phẩm mà thật sự là không thể thiếu. À, Ly còn dùng lau mông cho em nữa. rất là thích cái này. Trộm vía là mình lau mông cho em bằng hoa ướt. Nhiều người nói là lau bằng hoa ướt thì nó sẽ bị hâm á, nhưng mà không. Ly lau bằng hoa ướt này Ly thấy không có hề hâm gì hết. Ly vệ sinh cho con xong rồi Ly sử dụng thêm qua một cái khăn sữa đó, mình lau lại thì nó vừa sạch nè, nó vừa thoáng cho con nữa, dùng nó không có vấn đề gì hết, ok. Đó, và đó là những sản phẩm ngày hôm nay mà Ly muốn giới thiệu cho mọi người. Tuy là nó không có đầy đủ nhưng mà Ly nghĩ là cũng một phần nào đó, nó cũng một phần nào đó là những cái sản phẩm mà mọi người cần trong cái tập đầu làm mẹ, cũng như là những mẹ mà đi sinh mổ thì Ly sẽ rất là cần những cái sản phẩm giống như thế này ha. Thì nhãn hàng Nút có 5 phần quà giveaway tới cho các bạn khán giả coi video ngày hôm nay. Thì cái thể lệ giveaway thì Ly sẽ để dưới phần comment cũng như là phần description nha. Và nếu như mà các mẹ nào mà quan tâm tới sản phẩm của Nút thì mọi người có thể nhấn cái link ở phía dưới để mà mua hàng, và mọi người sử dụng là pass Ly Chu để được giảm 20% khi mà mình mua hàng của Nút ha. Rất là hời đó mọi người, chút nữa Ly phải dùng code LYJUN20 để mua thêm bình sữa với lại khăn ướt. Và rất là cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho Ly và Jun, cũng như là bây giờ là bé Mango nữa. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.